nguyên lý hoạt động của hồ Ranchu. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giải thích cho các bạn về cái hệ thống hồ Ranchu mình đang nuôi nha. Các bạn hay hỏi mình là Rocket Lean có hút phân hay không? Xin thưa với các bạn là có nha, nhưng mà nó không có hút phân này đâu. Nó hút một cái loại phân khác, chút cuối clip mình sẽ giải thích cho ha. Khi các bạn nuôi cá, con cá nó sẽ ị ra những cái sợi phân bự như thế này. Chúng ta sẽ giải quyết như thế nào? Đối với cái hồ của mình thì mình sử dụng một cái bộ để hút đáy, kèm theo là hút mặt như trong video các bạn đang thấy nha. Cái lượng phân thải nó sẽ được xả xuống những cái thùng như này. Thì thùng này mình sử dụng lưới 304 và dưới cái này là một cái lớp gòn, và sau đó là đến máy bơm. Là máy bơm nó sẽ bơm ra ở cái đầu hồ đằng kia, và sau đó là phân nó sẽ được đẩy tuần hoàn như các bạn đã thấy trong clip. Thì cách lọc này là đơn giản, ai cũng biết hết, nó là truyền thống của nghề cá bao nhiêu năm nay rồi. Ủa vậy còn Rocket Lean để làm gì? Các bạn nuôi cá, nhất là nuôi Ranchu, Oranda, thì cái lượng thức ăn dư thừa cũng như là phân hòa tan vô nước sẽ rất là nhiều. Từ đó làm cái hồ chúng ta nó sẽ không được trong như trong clip. Và đây là cái khúc nhiệm vụ của em Rocket Lean nó làm đây. Nhiệm vụ của em nó sẽ lọc những cái phân hòa tan trong nước, từ đó trả lại cái nguồn nước trong sạch cho hồ cá nha. Nói nôm na đơn giản cho nó dễ hiểu là lọc truyền thống dùng để lọc phân thô, Rocket Lean là dùng để lọc phân mịn không nhìn thấy được bằng mắt thường. Sản phẩm có trong TikTok shop của mình, bạn nào muốn mua thì có thể bấm vào mua. Còn bạn nào đang thắc mắc về cái hồ cá sử dụng như thế nào thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp Nguyễn Phát nha.